Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Lại là Thiên Định đây cô chú anh chị ơi. Thiên Định xin chúc cô chú anh chị chúng ta có một ngày làm việc sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui nha. Vâng, hiện tại Thiên Định đang có mặt tại khu vực dãy biệt thự view hồ của khu San Hô. Và trước mặt cô chú anh chị đây chính là hồ 24,5 ha, hồ nước ngọt 24,5 ha đây cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị nhìn thấy không? Dạng dừa xanh, bãi cát trắng rất là đẹp luôn. Và đây chính là khu vườn nướng BBQ đối diện với biển hồ 24,5 ha, đó là chính là những cái căn đơn lập tại khu san hô đây cô chú anh chị. Những cái căn đơn lập view mặt hồ nha cô chú chị nhá. Vị trí rất là đẹp luôn. Đây cô chú chị nhìn thấy không? Đây là khu vườn nướng BBQ mà cứ mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì khu vườn nướng này nó cực kỳ sầm uất và rất là đông luôn. Và chắc chắn thì định chắc chắn một điều rằng là những ai mà không đặt lịch trước một tuần thì chắc chắn cũng sẽ không không có chỗ để mà xuống đây mà nướng nữa. Tại vì Thiên Định đang tính là cái dải ven hồ này thì số lượng nó rất là ít, không phải nhiều bếp nướng, cho nên nó Thiên Định tính ra loanh quanh đâu đó nó chỉ được tầm khoảng 10 đến 20 gia đình thôi. Đây, và đây chính là hồ 24,5 ha. Cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Một cái biển hồ mênh mông, bên kia chính là xa xa chính là đảo Ngọc Trai Bé. Xa xa bên kia chính là khu sao biển và phía mạn bên tay phải đó chính là những cái căn biệt thự đơn lập Hải Âu 01. Vâng, rất là đẹp luôn cô chú chị ạ. Hôm nay Thiên Định sẽ quay cực kỳ chậm luôn. Chậm như chưa bao giờ được chậm để cô chú anh chị chúng ta nhìn được cái quang cảnh cũng như là cái không gian. Tại vì Thiên Định biết là những cái video trước Thiên Định quay nó rất là nhanh và cô chú anh chị nhìn mắt nó không 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 được thoải mái, thì hôm nay Thiên Định sẽ quay cực kỳ chậm để cô chú chị chúng ta ngắm và view được cái hồ cũng như là cái cảnh quan không gian tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm, một cái đại dự án 420 ha. Và cô chú anh chị thấy không ạ, cách đây chưa được 2 năm đúng không ạ, cách đây chưa tới 2 năm thì cái khu này nó chỉ là những cái bãi đất và đang được chủ đầu tư san lấp cũng như là làm mặt bằng thôi. Nhưng sau 2 năm sau cô chú chị nhìn thấy không, khó mà tưởng tượng được sau 2 năm sau một cái đại dự án nó lên và đầy đủ những cái tiện ích như này và được chính những cái người cư dân họ công nhận rằng cái khu dự án đô thị Vinhome Ocean Park Gia Lâm sau này là một cái trong những cái đại dự án mà Vin chủ đầu tư Vingroup triển khai. Nó chỉ có một thôi, và hầu như Thiên Định cũng chắc chắn một điều rằng sau này để mà có được một dự án thứ hai như thế này thì chắc chắn cũng không thể có được nữa, tại vì cái quỹ đất của Hà Nội nó cũng không còn nhiều. Và những cái tiện ích như này thì là nó đều là những cái tiện ích đặc biệt nhất mà hầu như là kể cả những cái tập đoàn lớn sánh ngang được với Vingroup cũng chưa có thể được triển khai được những cái dự án nó như này, đúng không cô chú anh chị? Cô chú anh chị phải hiểu rằng là những cái tiện ích mà chủ đầu tư bỏ ra là vô cùng tốn kém, và đặc biệt là cái tiền bỏ để đầu tư nó vô cùng lớn luôn. Cái điều đó nó nói lên rằng là cái quy mô cũng như cái tầm cỡ của chủ đầu tư nó rất là lớn, và hầu như Vingroup muốn khẳng định rằng cái dự án nó nói lên là những cái dự án để đời chứ nó không phải để theo cái kiểu như là nhiều các chủ đầu tư khác có thể chạy theo lợi nhuận. Đấy, nhưng mà Vingroup xây lên một cái dự án nó đầy đủ những cái tiện ích phức hợp thì nó làm cho cái không gian môi trường sau này nó để lại cho con cháu đời sau, nó để lại cho đất nước Việt Nam những cái khu đô thị mà nó là đẳng cấp quốc tế luôn cô chú chị ạ. Thiên Định khẳng định luôn, một cái dự án đại dự án như Vinhome Ocean Park của nó là một cái dự án đẳng cấp quốc tế luôn. Đấy. Thiên Định sẽ đi về đây để cho cô chú anh chị chúng ta nhìn được cái không gian vườn nướng.
và sẽ quay những cái căn biệt thự mặt hồ đây cho cô chú chị nhìn thấy rõ được. Rất là đẹp luôn cô chú chị ạ. Cái khu vườn nướng này thì đã hoạt động phải được tầm 4 5 tháng này rồi, là từ khi mà cái khu thấp tầng bán hết thì khu vườn nướng này là những người nào mà có thẻ cư dân đã là cư dân của những cái căn hộ tại dự án Vinhome Ocean Park thì đều có thể đăng ký với hotline để đặt lịch để đặt lịch cuối tuần để tổ chức tiệc BBQ tại khu vực này rồi. Đấy. Chú chị nhìn nào ạ. Rất là đẹp luôn. Đây. Và đây là những cái căn biệt thự đơn lập mặt hồ tại khu san hô. Cô chú anh chị thấy ông chủ đầu tư họ rất là quan trọng ở cái việc làm cho cái không gian môi trường nó thêm xanh. Những cây cây to cây bé cây cỏ thôi thì đây này. Cô chú chị thấy không? Luôn được chủ đầu tư chăm sóc nó rất là chi tiết luôn. Có một đội làm vệ sinh, một đội chăm sóc cây cảnh và luôn luôn Thiên Định luôn luôn thấy tưới cây rồi tỉa cây rồi làm đất làm hoa rất là tuyệt vời. Chính vì thế mà cô chú anh chị chúng ta tới dự án Vinhome Ocean Park thấy cây cối nó luôn luôn xanh tươi, nó rất là đẹp luôn. Làm cho cái môi trường cũng như là cái mảnh đất nó rất là màu mỡ luôn đấy cô chú anh chị ạ. Đây cô chú anh chị nhìn nào, đây là những cái căn đơn lập mặt hồ tại khu san hô, diện tích của nó là 277 đến 285 mét, 200 nó loanh quanh đâu đó những cái căn dịch lên trên mạn phía đằng đầu đường vào thì nó rơi tầm khoảng 209 224. Và hiện tại Thiên Định đang có một căn đơn lập view trực diện mặt hồ luôn. Vị trí cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Những cái căn này mặt tiền rất là lớn, cô chú chị nhìn như này như cứ tưởng là hai căn nhưng mà nó là một căn. Đây Thiên Định có thể ra quay trực tiếp cận kề cho cô chú chị nhìn được là cái diện tích của nó như nào. Đây cô chú chị nhìn đó. Đây. Đây chính là một căn đơn lập. Một căn đơn lập tại khu san hô mặt view hồ chính 24,5 mét a. Đây cô chú chị nhìn thấy không? Nó là một căn đơn lập đấy cô chú chị nhá. Mặt tiền của nó là 18 mét, 18,5 mét đấy. Đấy, mặt tiền 18,5 mét, có căn mặt tiền lên đến 19,1 mét. Và diện tích đất của nó là 277 và 285 mét. Và giá hiện tại Thiên Định đang có một căn này đang bán với giá cực kỳ hợp lý luôn. Cô chú chị nhìn thấy không? Một căn biệt thự đơn lập như thế này, thiết kế kiểu như thế này thì diện tích xây dựng sẽ rất là lớn. Đấy. Đối diện với khu biệt thự, những cái căn biệt thự đẹp như này thì đó chính là vườn nướng BBQ cũng như là hồ 24,5 mét, rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là đẹp. Bình thường mà buổi chiều thứ bảy chủ nhật thì đây rất là tấp nập và đông luôn. Đông kín người luôn đấy cô chú chị ạ. Đây. Một căn đợt thập view hồ. Giá Thiên Định bình thường các căn khác thì Thiên Định có thể công khai luôn cho cô chú anh chị được. Nhưng mà hiện tại cái căn này đang có giá cực kỳ rẻ luôn, mà Thiên Định mà công khai thì sợ cô chú anh chị chúng ta giật mình, cho nên Thiên Định xin phép là cô chú anh chị nào quan tâm có thể là liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại 0907 459 550 nhá. Thiên Định chỉ sợ là công khai giá cô chú anh chị thấy nó rẻ quá mà giật mình thôi. Tại vì những cái căn như này thì đôi khi không thể quá public được. Public ra thì thị trường đôi khi sale bán hàng rồi cũng như là cư dân rồi khách hàng đôi khi nó sẽ bị trách loạn nhiều thông tin. Thì Thiên Định xin phép là dự kiến thông tin giá của căn biệt thự đơn lập view mặt hồ 24,5 mét này. Và xin phép rằng là cô chú anh chị nào chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định thì Thiên Định thông tin và gửi đến cực kỳ chi tiết luôn cho toàn thể cô chú anh chị luôn. Vâng.
Thế định xin chào toàn thể cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị chúng ta ở video tiếp theo nhá. Vâng, Thế định xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.